đã thấy kẹo của tôi chưa? Tôi nghĩ rằng tôi đã đặt túi đồ lừa hoặc món quà của tôi xuống bàn. Ồ không! Tôi cũng vậy. Tôi nghĩ rằng có một tên trộm kẹo ma quái đang rình rập. Một tên trộm kẹo? Mình thật là nhiều kẹo ngô lắm đây, nhưng chúng giờ ở đâu? Nhưng có ai đó đã đến và ăn chúng. Một con ma từ ngoài vũ trụ ư? Chỉ chút ít thôi sống lại và chúng nó rất là ngon. Yeah. Cầm với sắc vàng kẹo bánh, đây một loại kẹo bánh thật ngon. Yêu. Nào kẹo bánh, ai lấy bữa tiệc yêu của bọn tôi? Không phải là nào tôi. Nào kẹo bánh, ai lấy chúng tôi sẽ ăn nó. Hãy để tôi xem. Một vài bí ngô gieo ở đây, loại bí ngô thật là chua. Chúng làm tôi cười nhăn với nhau, làm tôi mất trí bạn ơi. Họ biến mất rồi chẳng thấy, tôi không biết họ ở đâu. Ôi nàng bí ngô chua ơi, mang kẹo cao su cho tôi. Nào kẹo bánh ai lấy, bữa tiệc yêu của bọn tôi. Nào kẹo bánh ai lấy, chúng tôi sẽ ăn nó. Thật là vui ghê khi ngô cửa đây có bánh đi đinh đinh đinh. Nhưng có ai nghĩ tên trộm kẹo bánh ăn hết mọi thứ hay không? Cuộc sống thú vị như thế đấy. Mình có rất nhiều sô-cô-la, sô-cô-la trong hình dạng những ngôi sao. Tôi có một vài hạt tiêu này và xe bánh marshmallow. Tôi có rất nhiều bánh kẹo đường xưa lấp đầy bởi tôi. Nhưng tôi thấy một zombie, chúng lấy đồ của tôi đi. Nào kẹo bánh ai lấy, bữa tiệc yêu của bọn tôi. Nào kẹo bánh ai lấy, chúng tôi sẽ ăn nó. Nào kẹo bánh ai lấy, bữa tiệc yêu của bọn tôi. Mama. Nào kẹo bánh ai lấy, bọn mình sẽ ăn nó. Chà chà chà. Mẹ, mẹ ư? Lừa hay lọc bé yếu? Này, không công bằng, mẹ đang đùa đấy à? Ôi, chúc các con Halloween vui vẻ. Mẹ có thể cho con một ít kẹo ngô được không?